Quay trở lại với một dịch bệnh đã ám ảnh thế giới trong suốt hơn 2 năm vừa qua, đó chính là Covid-19. Và vào ngày 16 tháng 8, thì thành phố Tokyo của Nhật Bản đã ghi nhận hơn 23.000 ca mắc mới Covid-19, giảm được hơn 5.600 ca so với một tuần trước. Tuy là một dấu hiệu tích cực, thế nhưng quốc gia này hiện nay vẫn đang phải chống chọi với làn sóng dịch bệnh Covid-19 mới. Theo giới chức chính quyền thành phố, có 36 bệnh nhân thở máy, giảm 2 bệnh nhân so với ngày 15 tháng 8. Thành phố Tokyo cũng ghi nhận thêm 22 ca tử vong do COVID-19. Trong khi đó, trên toàn Nhật Bản ghi nhận 166.205 ca mắc mới COVID-19, 614 ca bệnh nặng nghiêm trọng và 307 ca tử vong. Trong những ngày gần đây, số ca tử vong vì dịch COVID-19 ở Nhật Bản liên tục ở trên ngưỡng 200 ca một ngày, gần tương đương với con số tử vong được ghi nhận trong làn sóng lây nhiễm thứ 6 ở nước này vào đầu năm nay. Bộ Y tế Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, MHLW cho biết, số ca tử vong cao nhất ở Nhật Bản là 327 ca được ghi nhận vào ngày 22 tháng 2 năm nay. Thời điểm nước này đang phải đối mặt với làn sóng lây nhiễm thứ 6. Một trong những nguyên nhân khiến số ca tử vong ở Nhật Bản tăng cao là do hệ thống y tế ở nhiều địa phương đã trong tình trạng căng thẳng, khiến nhiều bệnh nhân COVID-19 không được chữa trị kịp thời.